Tao làm nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói vậy chứ mày kiếm chuyện tao à? Cứ chửi đi. Cứ chửi đi. Cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặp tao bảo mở tao đi chúng mày không mở tôi không mẹ mở mày được. Tao đi đâu khác. Khác đấy việc ông. Tao đi mẹ mày tao đi thăm đồng tao phải trình báo chúng mày à? Này, tôi hỏi ông đi chốt đây đang chốt, hiểu chưa? Chốt thì cái việc của chúng mày. Tôi phải hỏi ông. Chúng mày thế nào chúng mày hả? Tao bảo chốt việc của chúng mày, còn việc tao thăm đồng việc của tao. Được. Tôi hỏi mọi ông dân không được ông nhá. Đều đi thăm đồng được, tao không đi thăm đồng được. Thăm đồng thì ông hỏi thẳng đi thăm đồng, hỏi ông ở đâu, ông ở không ở đâu. Thế thì mẹ mày khẩu tao đéo ở đây, tao bảo đéo ở đâu. Không đâu thì không đủ đi tao, tôi không cho đi. Mày có tư cách con cặc thì mà kiểm tra tao tao. Tư cách cái gì? Tôi có tư cách đấy. Mày chẳng có tư cách con cặc thì kiểm tra đi tao tao cả. Anh không phải quay. Mày cứ chửi đi. Thôi bảo con ai đi ra đồng. Ai ra đồng đi đi. Quay lại đi. Nghe đi thế không được đâu. Sao không được? Thế bây giờ em đi thăm đồng bây giờ chẳng không được. Không được, quay lại người ta làm đúng chức trách người ta đấy. Đúng chức trách cái gì? Không đúng giấy tờ tao không cho ra đâu. Tôi làm nôn gì chúng mày mà. Chửi nhá rồi. Mày chửi ai? Đây là chốt chúng tôi đang làm việc. Nghe chưa? Tôi hỏi anh tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi làm nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói rồi, vậy chứ mày kiếm chuyện tao à? Cứ chửi đi. Cứ chửi đi. Bây giờ cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặc tao bảo mở tao đi chúng mày không mở tôi không mẹ mở mày được. Tao đi đâu khác. Khác đấy việc ông. Tôi đi mẹ mày tao đi thăm đồng tao phải trình báo chúng mày à? Này tôi hỏi ông đi chốt đây đang chốt hiểu chưa? Chốt thì cái việc của chúng mày. Tôi phải hỏi ông. Chúng mày thế nào chúng mày hả? Tao bảo chốt việc của chúng mày, còn việc tao thăm đồng đúng, việc của tao. Được. Tôi hỏi tất mọi cả ông dân không được ông nhá. Đều đi thăm đồng được, toàn tao không đi thăm đồng được. Thăm đồng thì ông hỏi thẳng đi thăm đồng, hỏi ông ở đâu, ông ở không ở đâu. Thế thì mẹ mày khẩu tao đéo ở đây, tao bảo đéo ở đâu. Không đâu thì không đủ đi tao, tôi không cho đi. Mày có tư cách con cặc thì mà kiểm tra tao tao. Tư cách cái gì? Tôi có tư cách đấy. Mày chẳng có tư cách con cặc thì kiểm tra đi tao tao cả. Đi. Anh không phải quay. Mày cứ chửi đi. Thôi bảo con ai đi ra đồng. Ai ra đồng đi đi. Quay lại đi. Nghe đi thế không được đâu. Sao không được? Thế bây giờ em đi thăm đồng bây giờ chẳng không được. Không được, quay lại người ta làm đúng chức trách người ta đấy. Đúng chức trách cái gì? Không đúng giấy tờ tao không cho ra đâu. Tôi làm nôn gì chúng mày mà. Chửi nhá rồi. Mày chửi ai? Đây là chốt chúng tôi đang làm việc. Nghe chưa? Tôi hỏi anh tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi làm nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói rồi, vậy chứ mày kiếm chuyện tao à? Cứ chửi đi. Cứ chửi đi. Bây giờ cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặc tao bảo mở tao đi chúng mày không mở tôi không mẹ mở mày được. Tao đi đâu khác. Khác đấy việc ông. Tôi đi mẹ mày tao đi thăm đồng tao phải trình báo chúng mày à? Này, tôi hỏi ông đi chốt đây đang chốt, hiểu chưa? Chốt thì cái việc của chúng mày. Tôi phải hỏi ông. Chúng mày thế nào chúng mày hả? Tao bảo chốt việc của chúng mày, còn việc tao thăm đồng việc của tao. Được. Tôi hỏi tất mọi cả ông dân không được ông nhá. Đều đi thăm đồng được, toàn tao không đi thăm đồng được. Thăm đồng thì ông hỏi thẳng đi thăm đồng, hỏi ông ở đâu, ông ở không ở đâu. Thế thì mẹ mày khẩu tao đéo ở đây, tao bảo đéo ở đâu. Không đâu thì không đủ đi tao, tôi không cho đi. Mày có tư cách con cặc thì mà kiểm tra tao tao. Tư cách cái gì? Tôi có tư cách đấy. Mày chẳng có tư cách con cặc thì kiểm tra đi tao tao cả. Đi. Anh không phải quay. Mày cứ chửi đi. Thôi bảo con ai đi ra đồng. Ai ra đồng đi đi. Quay lại đi. Nghe đi thế không được đâu. Sao không được? Thế bây giờ em đi thăm đồng bây giờ chẳng không được. Không được, quay lại người ta làm đúng chức trách người ta đấy. Đúng chức trách cái gì? Không đúng giấy tờ tao không cho ra đâu. Tôi làm nôn gì chúng mày mà. Chửi nhá rồi. Mày chửi ai? Đây là chốt chúng tôi đang làm việc. Nghe chưa? Tôi hỏi anh tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi làm nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói rồi, vậy chứ mày kiếm chuyện tao à? Cứ chửi đi.
cứ chửi đi. Bây giờ cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặn tao bảo mở, tao đi chúng mày không mở, tôi không mẹ mở mày được. Tao đi đường khác. Khác đấy việc ông. Tôi đi mẹ mày, tao đi thăm đồng, tao phải trình báo chúng mày à? Này, tôi hỏi ông đi chốt đây đang chốt, hiểu chưa? Chốt thì cái việc của chúng mày. Tôi phải hỏi ông. Chúng mày thế nào chúng mày hả? Tao bảo chốt việc của chúng mày, còn việc tao thăm đồng việc của tao. Được. Tôi hỏi tất mọi công dân cũng được, ông nhá. Đều đi thăm đồng được, tao cũng đi thăm đồng được. Thăm đồng đi, ông hỏi thẳng đi thăm đồng. Hỏi ông ở đâu, ông ở không ở đâu. Thế thì mẹ mày khẩu tao đéo ở đây, tao bảo đéo ở đâu. Không đâu thì không đủ đi tao, tôi không cho đi. Mày tư cách con cặc thì mà kiểm tra tao tao. Tư cách cái gì? Tôi có tư cách đấy. Mày chẳng có tư cách con cặc thì kiểm tra đi tao tao cả. Anh không phải quay. Mày cứ chửi đi. Thôi bảo con ai đi ra đồng. Ai ra đồng đi đi. Quay lại đi. Nhép đi thế không được đi. Đâu. Sao không được? Thế bây giờ em đi thăm đồng bây giờ chặt không cho được. Không được, quay lại người ta làm đúng chức trách người ta đấy. Đúng chức trách cái gì? Không đúng thì tòa tao không cho ra được. Tôi đi ngay có thể gì. Làm nôm gì chúng mày mà. Chửi nhá, được rồi. Mày chửi ai? Đây là chốt chúng tôi đang làm việc. Nghe chưa? Tôi hỏi anh. Tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi đang nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói vậy chứ mày kiếm chuyện tao à? Cứ chửi đi. Cứ chửi đi. Bây giờ cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặn tao bảo mở, tao đi chúng mày không mở, tôi không mẹ mở mày được. Tao đi đường khác. Khác đấy việc ông. Tôi đi mẹ mày, tao đi thăm đồng, tao phải trình báo chúng mày à? Này, tôi hỏi ông đi chốt đây đang chốt, hiểu chưa? Chốt thì cái việc của chúng mày. Tôi phải hỏi ông. Chúng mày thế nào chúng mày hả? Tao bảo chốt việc của chúng mày, còn việc tao thăm đồng việc của tao. Được. Tôi hỏi tất mọi công dân cũng được, ông nhá. Đều đi thăm đồng được, toàn tao cũng đi thăm đồng được. Thăm đồng đi, ông hỏi thẳng đi thăm đồng. Hỏi ông ở đâu, ông ở không ở đâu. Thế thì mẹ mày khẩu tao đéo ở đây, tao bảo đéo ở đâu. Không đâu thì không đủ đi tao, tôi không cho đi. Mày tư cách con cặc thì mà kiểm tra tao tao. Tư cách cái gì? Tôi có tư cách đấy. Mày chẳng có tư cách con cặc thì kiểm tra đi tao tao cả. Anh không phải quay. Mày cứ chửi đi. Thôi bảo con ai đi ra đồng. Ai ra đồng đi đi. Quay lại đi. Nhép đi thế không được đâu. Sao không được? Thế bây giờ em đi thăm đồng bây giờ chặt không cho được. Quay lại người ta làm đúng chức trách người ta đấy. Đúng chức trách cái gì? Không đúng thì tòa tao không cho ra được. Tôi cho đi ngay có thể gì. Làm nôm gì chúng mày mà. Chửi nhá, được rồi. Mày chửi ai? Đây là chốt chúng tôi đang làm việc. Nghe chưa? Tôi hỏi anh. Tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi đang nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói vậy chứ mày kiếm chuyện tao à? Cứ chửi đi. Cứ chửi đi. Bây giờ cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặn tao bảo mở, tao đi chúng mày không mở, tôi không mẹ mở mày được. Tao đi đường khác. Khác đấy việc ông. Tôi đi mẹ mày, tao đi thăm đồng, tao phải trình báo chúng mày à? Này, tôi hỏi ông đi chốt đây đang chốt, hiểu chưa? Chốt thì cái việc của chúng mày. Tôi phải hỏi ông. Chúng mày thế nào chúng mày hả? Tao bảo chốt việc của chúng mày, còn việc tao thăm đồng việc của tao. Được. Tôi hỏi tất mọi công dân cũng được, ông nhá. Đều đi thăm đồng được, toàn tao cũng đi thăm đồng được. Thăm đồng đi, ông hỏi thẳng đi thăm đồng. Hỏi ông ở đâu, ông ở không ở đâu. Thế thì mẹ mày khẩu tao đéo ở đây, tao bảo đéo ở đâu. Không đâu thì không đủ đi tao, tôi không cho đi. Mày tư cách con cặc thì mà kiểm tra tao tao. Tư cách cái gì? Tôi có tư cách đấy. Mày chẳng có tư cách con cặc thì kiểm tra đi tao tao cả. Anh không phải quay. Mày cứ chửi đi. Thôi bảo con ai đi ra đồng. Ai ra đồng đi đi. Quay lại đi. Nhép đi thế không được đâu. Sao không được? Thế bây giờ em đi thăm đồng bây giờ chặt không cho được. Quay lại người ta làm đúng chức trách người ta đấy. Đúng chức trách cái gì? Không đúng thì tòa tao không cho ra được. Tôi cho đi ngay có thể gì. Làm nôm gì chúng mày mà. Chửi nhá, được rồi. Mày chửi ai? Đây là chốt chúng tôi đang làm việc. Nghe chưa? Tôi hỏi anh. Tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi đang nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói vậy chứ mày kiếm chuyện tao à? Cứ chửi đi. Cứ chửi đi. Đi
là cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặc tao bảo mở, tao đi chúng mày không mở, tôi đi không mẹ mở mày được. Tao đi đường khác. Khác đấy việc ông. Tôi đi mẹ mày, tao đi thăm đồng, tao phải trình báo chúng mày à? Này, tôi hỏi ông đi chốt thì đang chốt, hiểu chưa? Chốt thì cái việc của chúng mày. Tôi phải hỏi ông. Chúng mày thế nào chúng mày? Hả? Tao bảo chốt việc của chúng mày, còn việc tao đi thăm đồng việc của tao. Được. Tôi hỏi. Tất mọi cả công dân cũng được ông nhá. Đều đi thăm đồng được, tao cũng đi thăm đồng được. Thăm đồng thì ông hỏi thẳng đi thăm đồng, hỏi ông ở đâu, ông mà không ở đâu. Thế thì mẹ mày khẩu tao đéo ở đây, tao bảo đéo ở đâu. Không đâu thì không đủ đi tao, tôi không cho đi. Mày có tư cách con cặc thì mà kiểm tra vào tao. Tư cách cái gì? Tôi có tư cách đấy. Mày chẳng có tư cách con cặc thì kiểm tra đi tao đâu cả. Anh không phải quay. Mày cứ chửi đi. Thôi bảo con ai đi ra đồng. Ai ra đồng đi đi. Quay lại đi. Nhẹp đi thế không đi được đi. Đâu. Sao không được? Thế bây giờ em đi thăm đồng bây giờ chẳng không được. Quay lại, người ta làm đúng chức trách người ta đấy. Đúng chức trách cái gì? Không đúng chức trách người ta đâu. Tôi làm nôn gì chúng mày mà. Chửi nhá, được rồi. Mày chửi ai? Đây là chốt chúng tôi đang làm việc. Nghe chưa? Tôi hỏi anh. Tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi đang nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói vậy chứ mày kiếm chuyện tao à? Cứ chửi đi. Cứ chửi đi. Bây giờ cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặc tao bảo mở, tao đi chúng mày không mở, tôi đi không mẹ mở mày được. Tao đi đường khác. Khác đấy việc ông. Tôi đi mẹ mày, tao đi thăm đồng, tao phải trình báo chúng mày à? Này, tôi hỏi ông đi chốt đây đang chốt, hiểu chưa? Chốt thì cái việc của chúng mày. Tôi phải hỏi ông. Chúng mày thế nào chúng mày? Hả? Tao bảo chốt việc của chúng mày, còn việc tao đi thăm đồng việc của tao. Được. Tôi hỏi. Tất mọi cả công dân cũng được ông nhá. Đều đi thăm đồng được, tao cũng đi thăm đồng được. Thăm đồng thì ông hỏi thẳng đi thăm đồng, hỏi ông ở đâu, ông mà không ở đâu. Thế thì mẹ mày khẩu tao đéo ở đây, tao bảo đéo ở đâu. Không đâu thì không đủ đi tao, tôi không cho đi. Mày có tư cách con cặc thì mà kiểm tra vào tao. Tư cách cái gì? Tôi có tư cách đấy. Mày chẳng có tư cách con cặc thì kiểm tra đi tao đâu cả. Anh không phải quay. Mày cứ chửi đi. Thôi bảo con ai đi ra đồng. Ai ra đồng đi đi. Quay lại đi. Nhẹp đi thế không được đâu. Sao không được? Thế bây giờ em đi thăm đồng bây giờ chẳng không được. Quay lại, người ta làm đúng chức trách người ta đấy. Đúng chức trách cái gì? Không đúng chức trách tao không cho ra đâu. Làm nôn gì chúng mày mà. Chửi nhá, được rồi. Mày chửi ai? Đây là chốt chúng tôi đang làm việc. Nghe chưa? Tôi hỏi anh. Tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi đang nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói rồi, vậy chứ mày kiếm chuyện tao à? Cứ chửi đi. Cứ chửi đi. Bây giờ cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặc tao bảo mở, tao đi chúng mày không mở, tôi không mẹ mở mày được. Tao đi đường khác. Khác đấy việc ông. Tôi đi mẹ mày, tao đi thăm đồng, tao phải trình báo chúng mày à? Này, tôi hỏi ông đi chốt đây đang chốt, hiểu chưa? Chốt thì cái việc của chúng mày. Tôi phải hỏi ông. Chúng mày thế nào chúng mày? Hả? Tao bảo chốt việc của chúng mày, còn việc tao thăm đồng việc của tao. Được. Tôi hỏi. Tất mọi cả công dân cũng được ông nhá. Đều đi thăm đồng được, tao cũng đi thăm đồng được. Thăm đồng thì ông hỏi thẳng đi thăm đồng, hỏi ông ở đâu, ông mà không ở đâu. Thế thì mẹ mày khẩu tao đéo ở đây, tao bảo đéo ở đâu. Không đâu thì không đủ đi tao, tôi không cho đi. Mày có tư cách con cặc thì mà kiểm tra vào tao. Tư cách cái gì? Tôi có tư cách đấy. Mày chẳng có tư cách con cặc thì kiểm tra đi tao đâu cả. Đi. Anh không phải quay. Mày cứ chửi đi. Thôi bảo con ai đi ra đồng. Ai ra đồng đi đi. Quay lại đi. Nhẹp đi thế không được đâu. Sao không được? Thế bây giờ em đi thăm đồng bây giờ chẳng không được. Không được, quay lại, người ta làm đúng chức trách người ta đấy. Đúng chức trách cái gì? Không đúng chức trách tao không cho ra đâu. Tao làm nôn gì chúng mày mà. Chửi nhá, được rồi. Mày chửi ai? Đây là chốt chúng tôi đang làm việc. Nghe chưa? Tôi hỏi anh. Tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi đang nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói rồi, vậy chứ mày kiếm chuyện tao à? Cứ chửi đi. Cứ chửi đi. Bây giờ cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặc tao bảo mở, tao đi chúng mày không mở, tôi không mẹ mở mày được. Tao đi đường khác.
khác đến việc ông. Tôi cấm đâu. Mẹ mày, tao đi thăm đồng, tao phải trình báo chúng mày à? Này, tôi hỏi ông đi. Chốt này đang chốt, hiểu chưa? Chốt thì cái việc của chúng mày. Tôi phải hỏi ông. Chúng mày thế nào chúng mày hả? Tao bảo chốt việc của chúng mày, còn việc tao thăm đồng việc của tao. Được. Tôi hỏi tất mọi ông dân không được ông nhá. Đều đi thăm đồng được, tao cũng đi thăm đồng được. Thăm đồng thì ông hỏi thẳng đi thăm đồng, hỏi ông ở đâu, ông không ở đâu. Thế thì mẹ mày khẩu tao đéo ở đây, tao bảo đéo ở đâu. Ông đâu thì không đủ đi tao, tôi không cho đi. Mày tư cách con cặc thì mà kiểm tra tao tao. Tư cách cái gì? Tôi có tư cách đấy. Mày chẳng có tư cách con cặc thì kiểm tra đi tao tao cả. Anh không phải quay. Mày cứ chửi đi. Thôi bảo con ai đi ra đồng. Ai ra đồng đi đi. Quay lại đi. Nghe đi thế không được đâu. Sao không được? Thế bây giờ em đi thăm đồng bây giờ chặt không được. Không được, quay lại người ta làm đúng chức trách người ta đấy. Đúng chức trách cái gì? Không đúng chức trách tao không cho ra được. Tôi đi ngay có tờ gì. Làm nôn gì chúng mày mà. Chửi nhá rồi. Mày chửi ai? Đây là chốt chúng tôi đang làm việc. Nghe chưa? Tôi hỏi anh tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi đang nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói rồi, vậy chứ mày kiếm chuyện tao. Cứ chửi đi. Cứ chửi đi. Bây giờ cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặc tao bảo mở tao đi chúng mày không mở tôi. Không mẹ mở mày được. Tao đi đường khác. Khác đến việc ông. Tôi cấm đâu. Mẹ mày tao đi thăm đồng tao phải trình báo chúng mày à? Này tôi hỏi ông đi. Chốt này đang chốt hiểu chưa? Chốt thì cái việc của chúng mày. Tôi phải hỏi ông. Chúng mày thế nào chúng mày hả? Tao bảo chốt việc của chúng mày, còn việc tao thăm đồng việc của tao. Được. Tôi hỏi tất mọi ông dân không được ông nhá. Đều đi thăm đồng được, tao cũng đi thăm đồng được. Thăm đồng thì ông hỏi thẳng đi thăm đồng, hỏi ông ở đâu, ông không ở đâu. Thế thì mẹ mày khẩu tao đéo ở đây, tao bảo đéo ở đâu. Ông đâu thì không đủ đi tao, tôi không cho đi. Mày có tư cách con cặc thì mà kiểm tra tao tao. Tư cách cái gì? Tôi có tư cách đấy. Mày chẳng có tư cách con cặc thì kiểm tra đi tao tao cả. Đi. Anh không phải quay. Mày cứ chửi đi. Thôi bảo con ai đi ra đồng. Ai ra đồng đi đi. Quay lại đi. Nghe đi thế không được đâu. Sao không được? Thế bây giờ em đi thăm đồng bây giờ chặt không cho được. Không được, quay lại người ta làm đúng chức trách người ta đấy. Đúng chức trách cái gì? Không đúng chức trách tao không cho ra được. Tôi đi ngay có tờ gì. Làm nôn gì chúng mày mà. Chửi nhá rồi. Mày chửi ai? Đây là chốt chúng tôi đang làm việc. Nghe chưa? Tôi hỏi anh. Tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi đang nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói rồi, vậy chứ mày kiếm chuyện tao. Cứ chửi đi. Cứ chửi đi. Bây giờ cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặc tao bảo mở tao đi chúng mày không mở tôi. Không mẹ mở mày được. Tao đi đường khác. Khác đến việc ông. Tôi cấm đâu. Mẹ mày tao đi thăm đồng tao phải trình báo chúng mày à? Này, tôi hỏi ông đi. Chốt này đang chốt, hiểu chưa? Chốt thì cái việc của chúng mày. Tôi phải hỏi ông. Chúng mày thế nào chúng mày hả? Tao bảo chốt việc của chúng mày, còn việc tao thăm đồng việc của tao. Được. Tôi hỏi tất mọi cả ông dân không được ông nhá. Đều đi thăm đồng được, toàn tao cũng đi thăm đồng được. Thăm đồng thì ông hỏi thẳng đi thăm đồng, hỏi ông ở đâu, ông không ở đâu. Thế thì mẹ mày khẩu tao đéo ở đây, tao bảo đéo ở đâu. Ông đâu thì không đủ đi tao, tôi không cho đi. Mày có tư cách con cặc thì mà kiểm tra tao tao. Tư cách cái gì? Tôi có tư cách đấy. Mày chẳng có tư cách con cặc thì kiểm tra đi tao tao cả. Đi. Anh không phải quay. Mày cứ chửi đi. Thôi bảo con ai đi ra đồng. Ai ra đồng đi đi. Quay lại đi. Nghe đi thế không được đâu. Sao không được? Thế bây giờ em đi thăm đồng bây giờ chặt không cho được. Quay lại người ta làm đúng chức trách người ta đấy. Đúng chức trách cái gì? Không đúng chức trách tao không cho ra được. Tôi đi ngay có tờ gì. Làm nôn gì chúng mày mà. Chửi nhá rồi. Mày chửi ai? Đây là chốt chúng tôi đang làm việc. Nghe chưa? Tôi hỏi anh. Tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi đang nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói rồi, vậy chứ mày kiếm chuyện tao. Cứ chửi đi. Cứ chửi đi. Bây giờ cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặc tao bảo mở tao đi chúng mày không mở tôi. Không mẹ mở mày được. Tao đi đường khác. Khác đến việc ông. Tôi cấm đâu. Mẹ mày tao đi thăm đồng tao phải trình báo chúng mày à? Này tôi hỏi ông đi.
chốt thì đang chốt, hiểu chưa? Chốt thì cái việc của chúng mày. Tao phải hỏi ông. Chúng mày thế nào chúng mày? Hả? Tao bảo chốt việc của chúng mày, còn việc tao thăm đồng việc của tao. Được. Tôi hỏi. Tất mọi công dân không được ông nhá. Đều đi thăm đồng được, tao cũng đi thăm đồng được. Thăm đồng thì ông hỏi thẳng đi thăm đồng, hỏi ông ở đâu, ông ở không ở đâu. Thế thì mẹ mày khẩu của tao đéo ở đây, tao bảo đéo ở đâu. Không đâu thì không đủ đi tao, tôi không cho đi. Mày tư cách con cặc thì mà kiểm tra tao đâu? Tư cách cái gì? Tôi có tư cách đấy. Mày chẳng có tư cách con cặc thì kiểm tra gì tao đâu cả. Anh không phải quay. Mày cứ chửi đi. Thôi bảo con ai đi ra đồng. Ai ra đồng đi đi. Quay lại đi. Nhẹp đi thế không được đâu. Sao không được? Thế bây giờ em đi thăm đồng bây giờ chặt không cho được. Quay lại người ta làm đúng chức trách người ta đấy. Đúng chức trách cái gì? Không đúng thì tòa tao không cho ra được. Tôi cho đi ngay có tài gì. Làm nôn gì chúng mày mà. Chửi nhá được rồi. Mày chửi ai? Đây là chốt chúng tôi đang làm việc. Nghe chưa? Tôi hỏi anh. Tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi đang nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói vậy chứ mày kiếm chuyện tao à? Cứ chửi đi. Cứ chửi đi. Bây giờ cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặc tao bảo mở tao đi chúng mày không mở tôi ông mẹ mở mày được. Tao đi đâu khác. Khác đấy việc ông. Tôi cấm đâu. Mẹ mày tao đi thăm đồng tao phải trình báo chúng mày à? Này tôi hỏi ông đi. Chốt đây đang chốt hiểu chưa? Chốt thì cái việc của chúng mày. Tôi phải hỏi ông. Chúng mày thế nào chúng mày? Hả? Tao bảo chốt việc của chúng mày, còn việc tao thăm đồng việc của tao. Được. Tôi hỏi. Tất mọi công dân không được ông nhá. Đều đi thăm đồng được, tao cũng đi thăm đồng được. Thăm đồng thì ông hỏi thẳng đi thăm đồng, hỏi ông ở đâu, ông ở không ở đâu. Thế thì mẹ mày khẩu của tao đéo ở đây, tao bảo đéo ở đâu. Không đâu thì không đủ đi tao, tôi không cho đi. Mày có tư cách con cặc thì mà kiểm tra tao đâu? Tư cách cái gì? Tôi có tư cách đấy. Mày chẳng có tư cách con cặc thì kiểm tra gì tao đâu cả. Anh không phải quay. Mày cứ chửi đi. Thôi bảo con ai đi ra đồng. Ai ra đồng đi đi. Quay lại đi. Nhẹp đi thế không được đâu. Sao không được? Thế bây giờ em đi thăm đồng bây giờ chặt không được. Quay lại người ta làm đúng chức trách người ta đấy. Đúng chức trách cái gì? Không đúng thì tòa tao không cho ra được. Tôi cho đi ngay có tài gì. Tôi làm nôn gì chúng mày mà. Chửi nhá được rồi. Mày chửi ai? Đây là chốt chúng tôi đang làm việc. Nghe chưa? Tôi hỏi anh. Tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi đang nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói vậy chứ mày kiếm chuyện tao à? Cứ chửi đi. Cứ chửi đi. Bây giờ cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặc tao bảo mở tao đi chúng mày không mở tôi. Ông mẹ mở mày được. Tao đi đâu khác. Khác đấy việc ông. Tôi cấm đâu. Mẹ mày tao đi thăm đồng tao phải trình báo chúng mày à? Này tôi hỏi ông đi. Chốt đây đang chốt hiểu chưa? Chốt thì cái việc của chúng mày. Tôi phải hỏi ông. Chúng mày thế nào chúng mày? Hả? Tao bảo chốt việc của chúng mày, còn việc tao thăm đồng việc của tao. Được. Tôi hỏi. Tất mọi công dân không được ông nhá. Đều đi thăm đồng được, tao cũng đi thăm đồng được. Thăm đồng thì ông hỏi thẳng đi thăm đồng, hỏi ông ở đâu, ông ở không ở đâu. Thế thì mẹ mày khẩu tao đéo ở đây, tao bảo đéo ở đâu. Không đâu thì không đủ đi tao, tôi không cho đi. Mày có tư cách con cặc thì mà kiểm tra tao đâu. Tư cách cái gì? Tôi có tư cách đấy. Mày chẳng có tư cách con cặc thì kiểm tra gì tao đâu cả. Đi. Anh không phải quay. Mày cứ chửi đi. Thôi bảo con ai đi ra đồng. Ai ra đồng đi đi. Quay lại đi. Nhẹp đi thế không được đâu. Sao không được? Thế bây giờ em đi thăm đồng bây giờ chặt không được. Quay lại người ta làm đúng chức trách người ta đấy. Đúng chức trách cái gì? Không đúng thì tòa tao không cho ra được. Tôi cho đi ngay có tài gì. Tôi làm nôn gì chúng mày mà. Chửi nhá được rồi. Mày chửi ai? Đây là chốt chúng tôi đang làm việc. Nghe chưa? Tôi hỏi anh. Tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi đang nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói vậy chứ mày kiếm chuyện tao à? Cứ chửi đi. Cứ chửi đi. Bây giờ cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặc tao bảo mở tao đi chúng mày không mở tôi. Không mẹ mở mày được. Tao đi đâu khác. Khác đấy việc ông. Tôi cấm đâu. Mẹ mày tao đi thăm đồng tao phải trình báo chúng mày à? Này tôi hỏi ông đi. Chốt đây đang chốt hiểu chưa? Chốt thì cái việc của chúng mày. Tôi phải hỏi ông.
Chúng mày thế nào chúng mày hả? Tao mà chốt việc của chúng mày còn việc tao thăm đồng việc của tao. Tôi hỏi tất mọi công dân không được, ông nhá đều đi thăm đồng được. Toàn tao không đi thăm đồng được. Thăm đồng thì ông hỏi thẳng đi thăm đồng, hỏi ông ở đâu, ông ở không ở đâu. Thế thì mẹ mày khẩu tao đéo ở đây, tao bảo đéo ở đâu. Ông đâu thì không đủ đi tao, tôi không cho đi. Mày tư cách con cặc thì mà kiểm tra tao đâu? Tư cách cái gì? Tôi có tư cách đấy. Mày chẳng có tư cách con cặc thì kiểm tra gì tao đâu cả. Anh không phải quay. Mày cứ chửi đi. Thôi bảo con ai đi ra đồng. Ai ra đồng đi đi. Quay lại đi. Nhẹp đi thế không đi được đi. Đâu. Sao không được? Thế bây giờ em đi thăm đồng bây giờ chặn không cho được. Quay lại người ta làm đúng chức trách người ta đấy. Đúng chức trách cái gì? Không đúng thì tòa tao không cho ra được. Tôi làm nôm gì chúng mày mà. Chửi nhá rồi. Mày chửi ai? Đây là chốt chúng tôi đang làm việc. Nghe chưa? Tôi hỏi anh. Tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi đang nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói vậy chứ mày kiếm chuyện tao à? Cứ chửi đi. Cứ chửi đi. Bây giờ cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặc tao bảo mở tao đi chúng mày không mở tôi. Không mẹ mở mày được. Tao đi đâu khác. Khác đấy việc ông. Tôi cấm đâu. Mẹ mày tao đi thăm đồng tao phải trình báo chúng mày à? Này, tôi hỏi ông đi chốt thì đang chốt, hiểu chưa? Chốt thì cái việc của chúng mày. Tôi phải hỏi ông. Chúng mày thế nào chúng mày hả? Tao bảo chốt việc của chúng mày còn việc tao thăm đồng việc của tao. Tôi hỏi tất mọi công dân không được, ông nhá đều đi thăm đồng được. Toàn tao không đi thăm đồng được. Thăm đồng thì ông hỏi thẳng đi thăm đồng, hỏi ông ở đâu, ông ở không ở đâu. Thế thì mẹ mày khẩu tao đéo ở đây, tao bảo đéo ở đâu. Ông đâu thì không đủ đi tao, tôi không cho đi. Mày tư cách con cặc thì mà kiểm tra tao đâu? Tư cách cái gì? Tôi có tư cách đấy. Mày chẳng có tư cách con cặc thì kiểm tra gì tao đâu cả. Anh không phải quay. Mày cứ chửi đi. Thôi bảo con ai đi ra đồng. Ai ra đồng đi đi. Quay lại đi. Nhẹp đi thế không được đâu. Sao không được? Thế bây giờ em đi thăm đồng bây giờ chặn không cho được. Quay lại người ta làm đúng chức trách người ta đấy. Đúng chức trách cái gì? Không đúng thì tòa tao không cho ra được. Tôi làm nôm gì chúng mày mà. Chửi nhá rồi. Mày chửi ai? Đây là chốt chúng tôi đang làm việc. Nghe chưa? Tôi hỏi anh. Tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi đang nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói vậy chứ mày kiếm chuyện tao à? Cứ chửi đi. Cứ chửi đi. Bây giờ cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặc tao bảo mở tao đi chúng mày không mở tôi. Không mẹ mở mày được. Tao đi đâu khác. Khác đấy việc ông. Tôi cấm đâu. Mẹ mày tao đi thăm đồng tao phải trình báo chúng mày à? Này, tôi hỏi ông đi chốt thì đang chốt. Tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi đang nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói vậy chứ mày kiếm chuyện tao à? Cứ chửi đi. Cứ chửi đi. Bây giờ cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặc tao bảo mở tao đi chúng mày không mở tôi. Không mẹ mở mày được. Tao đi đâu khác. Khác đấy việc ông. Tôi mẹ mày tao đi thăm đồng tao phải trình báo chúng mày à? Này, tôi hỏi ông đi chốt thì đang chốt, hiểu chưa? Chốt thì cái việc của chúng mày. Tôi phải hỏi ông. Chúng mày thế nào chúng mày hả? Tao bảo chốt việc của chúng mày còn việc tao thăm đồng việc của tao. Tôi hỏi tất mọi công dân không được, ông nhá đều đi thăm đồng được. Toàn tao không đi thăm đồng được. Thăm đồng thì ông hỏi thẳng đi thăm đồng, hỏi ông ở đâu, ông ở không ở đâu. Thế thì mẹ mày khẩu tao đéo ở đây, tao bảo đéo ở đâu. Ông đâu thì không đủ đi tao, tôi không cho đi. Mày tư cách con cặc thì mà kiểm tra tao đâu? Tư cách cái gì? Tôi có tư cách đấy. Mày chẳng có tư cách con cặc thì kiểm tra gì tao đâu cả. Đi. Anh không phải quay. Mày cứ chửi đi. Thôi bảo con ai đi ra đồng. Ai ra đồng đi đi. Quay lại đi. Nhẹp đi thế không được đâu. Sao không được? Thế bây giờ em đi thăm đồng bây giờ chặn không cho được. Quay lại người ta làm đúng chức trách người ta đấy. Đúng chức trách cái gì? Không đúng thì tòa tao không cho ra được. Tôi làm nôm gì chúng mày mà. Chửi nhá rồi. Mày chửi ai? Đây là chốt chúng tôi đang làm việc. Nghe chưa? Tôi hỏi anh. Tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi đang nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói vậy chứ mày kiếm chuyện tao à? Cứ chửi đi.
cứ chửi đi. Cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặp tao bảo mở, tao đi chúng mày không mở, tôi không mở mày được. Tao đi đường khác. Khác đến việc ông. Tôi đi mẹ mày, tao đi thăm đồng, tao phải trình báo chúng mày à? Này, tôi hỏi ông đi chốt đây, đang chốt, hiểu chưa? Chốt thì cái việc của chúng mày. Tôi phải hỏi ông. Chúng mày thế nào chúng mày hả? Tao bảo chốt việc của chúng mày, còn việc tao thăm đồng việc của tao. Được. Tôi hỏi. Tất mọi ông dân không được ông nhá. Đều đi thăm đồng được, tao không đi thăm đồng được. Thăm đồng thì ông hỏi thẳng đi thăm đồng, hỏi ông ở đâu, ông ở không ở đâu. Thế thì mẹ mày khẩu tao đéo ở đây, tao bảo đéo ở đâu. Không đâu thì không đủ đi tao, tôi không cho đi. Mày có tư cách con cặc thì mà kiểm tra tao tao. Tư cách cái gì? Tôi có tư cách đấy. Mày chẳng có tư cách con cặc thì kiểm tra đi tao tao cả. Đi. Anh không phải quay. Mày cứ chửi đi. Thôi bảo con ai đi ra đồng. Ai ra đồng đi đi. Quay lại đi. Nhẹp đi thế không đi được đi. Đâu. Sao không được? Thế bây giờ em đi thăm đồng, bây giờ chặn không cho được. Quay lại, người ta làm đúng chức trách người ta đấy. Đúng chức trách cái gì? Không đúng giấy tờ, tao không cho ra được. Tôi làm nôn gì chúng mày mà. Chửi nhá, rồi. Mày chửi ai? Đây là chốt chúng tôi đang làm việc. Nghe chưa? Tôi hỏi anh. Tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi đang nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói rồi, vậy chứ mày kiếm chuyện tao à? Cứ chửi đi. Cứ chửi đi. Bây giờ cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặc tao bảo mở, tao đi chúng mày không mở, tôi không mẹ mở mày được. Tao đi đường khác. Khác đến việc ông. Tôi đi mẹ mày, tao đi thăm đồng, tao phải trình báo chúng mày à? Này, tôi hỏi ông đi chốt đây, đang chốt, hiểu chưa? Chốt thì cái việc của chúng mày. Tôi phải hỏi ông. Chúng mày thế nào chúng mày hả? Tao bảo chốt việc của chúng mày, còn việc tao thăm đồng việc của tao. Được. Tôi hỏi. Tất mọi cả ông dân không được ông nhá. Đều đi thăm đồng được, tao không đi thăm đồng được. Thăm đồng thì ông hỏi thẳng đi thăm đồng, hỏi ông ở đâu, ông ở không ở đâu. Thế thì mẹ mày khẩu tao đéo ở đây, tao bảo đéo ở đâu. Không đâu thì không đủ đi tao, tôi không cho đi. Mày có tư cách con cặc thì mà kiểm tra tao tao. Tư cách cái gì? Tôi có tư cách đấy. Mày chẳng có tư cách con cặc thì kiểm tra đi tao tao cả. Đi. Anh không phải quay. Mày cứ chửi đi. Thôi bảo con ai đi ra đồng. Ai ra đồng đi đi. Quay lại đi. Nhẹp đi thế không đi được đi. Đâu. Sao không được? Thế bây giờ em đi thăm đồng, bây giờ chặn không cho được. Quay lại, người ta làm đúng chức trách người ta đấy. Đúng chức trách cái gì? Không đúng giấy tờ, tao không cho ra được. Tôi làm nôn gì chúng mày mà. Chửi nhá, rồi. Mày chửi ai? Đây là chốt chúng tôi đang làm việc. Nghe chưa? Tôi hỏi anh. Tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi đang nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói rồi, vậy chứ mày kiếm chuyện tao à? Cứ chửi đi. Cứ chửi đi. Bây giờ cố tình bây giờ ông chui đây à? Cố tình con cặc tao bảo mở, tao đi chúng mày không mở, tôi không mẹ mở mày được. Tao đi đường khác. Khác đến việc ông. Tôi đi mẹ mày, tao đi thăm đồng, tao phải trình báo chúng mày à? Này, tôi hỏi ông đi chốt đây, đang chốt, hiểu chưa? Chốt thì cái việc của chúng mày. Tôi phải hỏi ông. Chúng mày thế nào chúng mày hả? Tao bảo chốt việc của chúng mày, còn việc tao thăm đồng đúng. Việc của tao. Được. Tôi hỏi. Tất mọi cả ông dân không được ông nhá. Đều đi thăm đồng được, toàn tao không đi thăm đồng được. Thăm đồng thì ông hỏi thẳng đi thăm đồng, hỏi ông ở đâu, ông ở không ở đâu. Thế thì mẹ mày khẩu tao đéo ở đây, tao bảo đéo ở đâu. Không đâu thì không đủ đi tao, tôi không cho đi. Mày có tư cách con cặc thì mà kiểm tra tao tao. Tư cách cái gì? Tôi có tư cách đấy. Mày chẳng có tư cách con cặc thì kiểm tra đi tao tao cả. Anh không phải quay. Mày cứ chửi đi. Thôi bảo con ai đi ra đồng. Ai ra đồng đi đi. Quay lại đi. Nhẹp đi thế không được đâu. Sao không được? Thế bây giờ em đi thăm đồng, bây giờ chặn không cho được. Quay lại, người ta làm đúng chức trách người ta đấy. Đúng chức trách cái gì? Không đúng giấy tờ, tao không cho ra được. Tôi đi ngay, có thể gì. Làm nôn gì chúng mày mà. Chửi nhá, rồi. Mày chửi ai? Đây là chốt chúng tôi đang làm việc. Nghe chưa? Tôi hỏi anh. Tao chỉ mặt mày. Rồi, mày làm gì? Chỉ mặt đi. Tao chỉ mặt mày đấy. Tôi đang nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ con kệ mẹ mày chứ mày hỏi sao tao nói rồi, vậy chứ mày kiếm chuyện tao à? Cứ chửi đi. Cứ chửi đi.